Xin chào tất cả các bạn. Nơi mình đứng đây là mô hình trồng đậu đũa, thu hoạch trái, tăng năng suất, thu nhập cao của người nông dân. Hôm nay mình sẽ xâm nhập thực tế và chia sẻ các bạn xem vườn đậu đũa dưới trồng dưới mô hình cái nhà lưới, có lưới dăng ở trên, đem lại thu nhập khủng cho người nông dân. Mô hình nông dân làm giàu từ nông nghiệp, mời các bạn cùng theo dõi. Và đây là mô hình trồng đậu đũa, và các bạn hãy xem đây, đậu đũa được trồng rất là ngay hàng hẳn lối, trồng theo mô hình việt ráp, trồng trên những cái luống và được cắm chà ở trên là dàn lưới, để cho đậu đũa nó bu bám lên và cho năng suất cao nhất. Thì mình cũng chia sẻ luôn, đậu đũa là một loại thân dây leo, có trái dài, ở trong có rất là nhiều hạt. Ăn đậu đũa thì rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt đậu đũa cũng như các loại rau xanh khác có rất là nhiều chất xơ, ăn rất tốt. Thì mỗi tuần chúng ta hãy thường xuyên sử dụng trái đậu đũa này để đem lại tốt nhất cho sức khỏe. Công dụng của trái đậu đũa bạn kia biết chưa? Thì sẵn đây mình chia sẻ công dụng của trái đậu đũa luôn. Trong đậu đũa có rất là nhiều chất xơ, rất tốt cho sức khỏe, ổn định đường máu, chữa trướng bụng, và còn rất là nhiều công dụng khác rất tốt từ trái đậu đũa. Và cái mô hình trồng đậu đũa này của người nông dân thì trồng theo cái dạng nhà lưới, nhưng mà không phải lưới bao phủ mà là dàn lưới để cho đậu đũa thân dây leo nó bu và cho trái nhiều. Khi trồng như thế này sẽ đem lại năng suất rất là cao. Người ta thường trồng đậu đũa xen canh với các loại thân dây leo khác, nhưng ở mô hình ở đây thì mình chỉ quay chuyên sâu về đậu đũa. Đây các bạn hãy xem đây, đậu đũa trồng theo luống và dăng dàn lưới như thế này để cho đậu đũa nó bám lên. Trái đậu đũa non ở đây ra rất là nhiều các bạn ạ. Thì mô hình như thế này thì đem lại thu nhập rất là cao. Thu hoạch đậu đũa thì vào sáng sớm, như chị chủ vườn này chia sẻ, thì chị ấy đã thức dậy từ 3 giờ sáng và thu hoạch cho đến bây giờ. Nắng lên như thế này, một tí thì các bạn hãy xem cái video, xem chị ấy thu hoạch rất là nhiều đậu đũa, hái từ rất sớm. Và bây giờ mình ghé đây thì khoảng gần 8 giờ sáng, nắng cũng lên rồi, và chị ấy thu hoạch cũng đã xong và chuẩn bị đưa ra ngâm chợ đầu mối, chuẩn bị cho bán vào những buổi chiều. Các bạn hãy theo dõi clip và xem cách thu hoạch và chuyên chở ra chợ, rất là chuyên nghiệp của người nông dân nhé.
xem hãy xem người dân chuyên chở vận chuyển đậu đũa như thế nào nhé. Ủa giờ mình chở ra chợ luôn hả chị? À, giờ chở ra chợ là mối luôn các bạn. Thôi cái xe siêu khủng, siêu mạnh. Đã chia sẻ với các bạn vườn đậu đũa thăm nhà thực tế. Đây là vườn đậu đũa mình quay vào buổi lên sáng sớm, hy vọng sẽ có một video thật thú vị và có phương pháp làm giàu mới cho các bạn, để chia sẻ cho các bạn, để các bạn có thể học hỏi kinh nghiệm, hoặc là muốn làm giàu từ nông nghiệp thì hãy thử với mô hình trồng đậu đũa, làm giàu từ nông nghiệp đây các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.